Ok, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái bài về concatenate trong pandas. Thì concatenate là gì? Thì concatenate tức là mình sẽ nói những cái bảng mà mình muốn nói lại với nhau. Ví dụ như trong join ở trong SQL á, thì nó cũng tương tự như vậy. Để mà sử dụng được cái concatenate trong Python thì mình sẽ sử dụng cái thư viện là pandas. À, thì trong pandas hỗ trợ cái thư viện để mình sử dụng cho việc concatenate này. Thì đầu tiên mình sẽ import cái thư viện pandas này vào, và thứ hai là mình sẽ tạo một cái data frame giả. Tức là ở đây data frame nó có ba cột: cột thứ nhất là city, cột thứ hai là temperature, cột thứ ba là humidity. Và mỗi cột nó chứa ba giá trị này tương ứng. Thì đây là cách mình tạo ra một cái data frame cho mình để mà mình sử dụng. Nếu mà mình không có data sẵn mà mình muốn vật này kia đó thì mình sẽ tạo ra cái data frame như này. Rồi. Rồi mình sẽ chạy cái data frame này, nó sẽ ra được data frame hình dạng như thế này ha. Tương tự như vậy, mình tạo bảng thứ hai. Ra được data frame là US weather. Ok. Mình sẽ nói hai cái bảng này lại với nhau thông qua một cái hàm là concat trong Python ở đây, và pandas.concat. Mình sẽ nói bảng India weather và US weather với nhau, và nhớ là để trong cái mặt vuông này thì nó mới hiểu, và có một số biến ứng sau nữa thì cái đó mình sẽ tìm hiểu sau. Rồi sau khi mà mình concat hai cái này thì nó sẽ mặc định là nó sẽ nói hai cái bảng này với nhau theo theo cột, tức là nó sẽ có ở đây có ba cột, thì nó nói liền mạch với nhau luôn, nên tạo ra thêm hàng á, chứ nó không có thêm cột. Rồi mặc định nó là như vậy. Còn nếu mình rồi thì ở đây mình thấy cái bảng này cái index của nó chưa được cập nhật lại, thì mình sẽ cập nhật lại cái index của nó bằng cách là mình sử dụng cái biến là ignore index bằng true, thì nó sẽ cập nhật lại cái index cho mình. Nếu mà mặc định của nó ignore index ở đây nó bằng false, cho nên ở trên đây nó sẽ không cập nhật. Đấy. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng key. Mình vẫn nói hai cái bảng này, và mình sẽ sử dụng key là India và US. India là cho cái bảng India weather, và US là cho bảng US weather. Đó, thì nó sẽ ra được như thế này. Đây, India thì nó chứa những dữ liệu như thế này, khi US là chứa dữ liệu như thế này. Đó, thì trong cái hàm concatenate này nó cũng khá là hay ha. Rồi mình muốn lọc dữ liệu mà chỉ là US thôi thì mình sẽ sử dụng cái lệnh là df trong lock, và lọc ra là US thì nó sẽ lọc ra những dữ liệu mà chỉ US thôi. Tương tự như vậy đối với India. Rồi mình sẽ concatenate using index, thì mình sẽ concat bằng index. Rồi mình cũng tương tự như vậy, mình tạo ra cái data frame. Ở đây có hai cột, nhưng mà index của mình thiết lập index cho nó luôn là 012 ở đây luôn. Rồi tương tự như vậy, index ở đây mình sẽ sắp xếp là 10, nó sẽ ra được cái data frame như thế này. Đó, thì mình sẽ concatenate hai cái bảng là bảng temperature df và wind speed df. Này, cái bảng này với lại cái bảng dưới đây. Rồi mình ở đây concat theo acid bằng 1, tức là mình tạo thêm cái cột cho nó. Tức là ở đây có hai cột, thì sau khi concat mà acid bằng 1 thì nó sẽ ra sinh ra cho mình là 4 cột. Đó. À. Sinh ra cho mình 4 cột. Rồi. Mặc định của nó là acid nó bằng 0. Acid bằng 0 thì nó sẽ sinh ra hai cột thôi, nó tạo thêm dòng cho mình. Do ở đây là nó khác cái cột. Ví dụ như ở đây có cột city, temperature. Ở đây có cột city với wind speed, thì nó sẽ lấy những cột nào giống nhau nó sẽ gộp lại, còn những cột nào khác nhau thì nó sẽ tạo ra một cột mới. Rồi ở đây nó
Hai cái bảng này có ba cột là distinct, cho nên nó sẽ tạo ra ba cột là city temperature và wind speed. Nào. Tiếp theo là concatenate data frame with series. Thì giữa data frame và series thì mình có thể giữa kiểu dữ liệu data frame và cơ bản là kiểu series thì mình có thể concat lại với nhau được luôn. Ví dụ như ở đây mình sẽ tạo ra một cái series gồm có humidity nè, dry, rain. Đó, cái bảng tên là event rồi. Và mình sẽ concat lại temperature df là temperature df là đây, bảng này. Mình sẽ concat lại với cái series này. Theo exit là bằng 1, tức là thêm cột. Đó, thì nó sẽ ra được cái data frame của mình như thế này. Thì concatenate này nó cũng rất là hữu ích trong việc mà sử dụng Python trong việc phân tích dữ liệu của mình ạ. Tại vì khi mà mình làm với dữ liệu thì mình có rất là nhiều bảng. Và việc phối hợp lại các bảng với nhau thì rất là cần thiết. Và ngoài cái concatenate này thì mình cũng có một cái sử dụng cái hàm mesh, tức là trộn lại các bảng với nhau. Thì cái bài đó thì mình sẽ hướng dẫn sau. Thì nó cũng tương tự như là join ở trong SQL thôi. Tương tự vậy thôi. Rồi, thì bài concatenate này là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Chào mọi người.